Chuyện Dương xin chào cả nhà. Hiện Chuyện Dương đang có mặt tại chỗ tập của Gan Ngò Chùa Bốn Mặt nha cả nhà. Hôm nay thì Chuyện Dương đến đây để cập nhật cho cả nhà xem tiếp tục Gan Ngò Chùa Bốn Mặt các vận động viên tập như thế nào hôm nay ha cả nhà. Hôm nay cũng từ bữa tập đến giờ cũng mười mấy ngày nha cả nhà. Đây là Chuyện Dương sẽ đi ra ghi hình cho cả nhà xem ha. Quá trời đông luôn, trên bờ quá trời đông luôn cả nhà. Rất là đông luôn ha, buổi tập rất là nhộn nhịp ha cả nhà. Đây, các vận động viên đang bơi ha. Đầu ghi hình cho cả nhà xem. Thì bữa tập giờ cũng mười mấy ngày nha cả nhà. Xong thêm hiệp nữa cả nhà. Bơi xong thêm hiệp nữa rồi cả nhà. Đây là quang cảnh chỗ tập của Gan Ngò Chùa Bốn Mặt nha cả nhà.
đang đỡ, đang đỡ chăm chó, đang đỡ là quả. Thế có. Chỉ mà thế này, nhà chỉ mà uống nước ha. Cái bánh thì ngon, ngoài chợ nó nóng nữa. Không biết. Dạ, là được rồi. Được rồi anh. Bánh bía để cho mấy anh em ăn ha cả nhà. Thì quang cảnh chỗ này chiều nào cũng vậy ha, rất là đông, rất là vui luôn ha cả nhà. Mấy ngày rồi, Chuyện Dương mới vô đây cập nhật cho cả nhà xem lại ha. Ở dưới bến trên cầu quá đông. Giờ này thì nãy giờ bơi được 2 dặm. Giờ nghĩ mà mới quay được 1 vòng em. Vậy hả? Nãy giờ bơi 2 vòng rồi đó. Anh vô là 1 vòng. Không biết nữa. Thấy nãy giờ bơi được 1 vòng anh mới quay. Anh mới quay được 1 vòng mà. Quay chút mà là anh nghỉ. Rồi chạy về bển, chạy ra ngoài. Mới đi một chuyện. Vậy là em chờ quay thêm vòng đây. Là chỗ tập đó cả nhà. Cũng tập được cũng mười mấy ngày ha. Thì vô hôm nay thấy các bạn đồng viên tập rất là đều ha. Bây giờ coi mấy đứa nhỏ bơi giỏi lại ha. Đây, 2 chiếc đang bơi lại cả nhà. Xa xa là 2 chiếc đang bơi lại ha. Ngày nào mấy đứa nhỏ cũng đến đây tại bơi giỏi lại cả nhà. Rất là xiên luôn. Cái này là vận động viên tương lai của chùa Bốn Mặt nha. Ngày nào cũng tập á. Trường Dương cập nhật một số hình ảnh của các vận động viên chùa Bốn Mặt tập vợt ha. Hôm nay cũng là mười mấy ngày đó cả nhà. Bây giờ thì Trường Dương xin kết thúc video này tại đây. Trường Dương xin chào và hẹn gặp lại cả nhà ha.